Ôi ơi, Na nó dậy rồi kìa. Na ơi, dậy rồi, kêu bà ngoại dậy đi. Na. Chào các cô chú, các anh chị. Bây giờ thì đã là sáng thứ hai rồi. Thời gian nó trôi qua thật là nhanh, nhưng mà không có nhanh bằng thời gian thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đâu. Rồi sáng này lạnh nhất luôn, mà mặc cái áo của chị Ngọc rồi. Chị Ngọc tặng cái áo ấm. Có tiền xu vậy nè. Mẹ, mẹ để tiền ở nè. Hình như có 10.000 trong túi đó. Lấy 10.000 trong túi mẹ. Ra rồi. Nè, cho tiền lẻ nữa. Bye bye mẹ. Ừ, bye bye. Ngày mai đi học à, chứ bà ngoại cho tiền nha. Mẹ đưa tiền cho bà ngoại giữ hết nha. Trời, mẹ em bá. Bá dạy bá thay đồ cho Na xong rồi giờ bà quét sân. Mẹ em bá quét. Quét dọn dữ lắm. Mạnh tỷ Na đâu rồi? Trời ơi. Đi. Thôi bà ngoại nhà đi. Với mẹ đi thì nó khóc sao đi. Đi Na lại đi. À. Đây mẹ mang để cặp cho. Có cái ấy trong này chưa? Xu nó sạn đúng không? Vậy hả? Ok rồi, đeo lên. Ôi ơi, ngồi sao đi, ngồi trước lạnh lắm, không bận nó phát hả? Ôi ơi, thấy ghê quá bà. Tới trường của Na, Na đưa mẹ cái cặp mẹ xách cho nặng á. Đi, lên. Đây mẹ xách cái cặp cho, cái cặp ở trong nặng. Không chịu hả? Ông có bà ngoại đi xem. Rồi đi. Hả? Lên lớp hả, chơi xích đu? Lên lớp hả? Đó thấy chưa? Nay coi điện thoại quá trời, cái quên nói luôn rồi. Lên lớp. Lên lớp. Nó coi điện thoại với người hai con mắt của nó mọi người. Hồi tối nó thức khuya nó coi điện thoại, hay về sáng nó dậy sớm nó coi điện thoại, hai con mắt của nó đen đen nè. Hai con mắt nó hai cái cục đen bầm bầm nhỏ nhỏ nè. Cái gì? Ngoại cột hai cái sừng trâu à. Ở nhà với bà ngoại hai cột hai cái sừng trâu vậy không à. Lại ra dẻ nữa. Bye bye Na nha. Na bye bye. Bye bye. Rồi tới nhà rồi. Mua xôi giùm chân Lan. Táo nó nhắn tin. Nó kêu sáng chị đưa Na đi học mua giùm em xôi. Nó phải ăn xôi này mới ghê chứ. Nó ngủ 10 giờ nó dậy. Nè mẹ mẹ. Mẹ ăn cháo lòng nè. Cháu bà coi YouTube của em mà bà thấy em ăn chó, cháu bà thèm mọi người. Ăn đi không đó Na, nó hết nóng mà ăn không ngon á. Ăn đi. Mẹ ăn đi xong rồi mẹ đem cái nải chuối này mẹ bỏ lên cái màu hồng đó mẹ đó. Màu hồng nào? Đúng rồi, rồi mẹ để ông địa giùm con nha, con đi mua cho nó thùng sữa với mua đồ ăn nha. Này dĩa chân. Ừ. Với đi mua thùng sữa. Với đi mua thùng sữa cho Bành Thị Na. Mẹ mua ăn chú chim này nè mẹ ngon nè. Rồi mới ăn cơm ăn gì nổi, mẹ ăn đi tăng nó ăn nổi rồi. Mẹ mới ăn cháo lòng hả? Ừ, ăn hết hộp cháo. Hai chào mọi người. Giờ thì em tranh thủ em dặm lại cái chân mày xương xương cho mẹ em nha. Kìa cái chân mày bả mờ lắm rồi, với lại nó bị cổ lâu lắm rồi. Giờ em sẽ dặm lại xíu cho mẹ em, nhìn cho nó đậm đậm, cho nó có nét chút xíu nha mọi người. Tranh thủ nha, giờ cũng mới có 9 giờ mấy à. Tranh thủ làm cho mẹ khoảng tới em chưa, em mới xếp đồ vô thôi à, chưa có soạn mấy cái ghê nữa. À, sáng đi mua sữa cho Na xong rồi đi. Ủa mẹ lên mấy bữa mà mẹ trắng ra hay gì trời? Nó phải ra lấy kem bay tức tức mà mệt mày quá. Lấy kem hả? Lấy kem con sức hả? Ừ. Trời ơi, hèn gì. Mà lấy kem bay sức mấy bữa hôm nay mà trắng hả
Thấy không, con đưa cho Hữu mới xài. Mẹ em hồi lúc trước mẹ em xài á, nhìn đẹp lắm luôn á. Mà mẹ em bán trái cây á mọi người, mẹ em cũng bịch á. Mẹ không chứ, không bả bịch không được á. Cái xong rồi em kêu bả là thôi, nếu mà mẹ bịch không được thì thôi đừng có lấy. Xài chứ xài mà không bịch nó ai dữ lắm. Mới làm xong cho bả cặp lông đau mọi người. Bả kêu càng làm đậm bả càng khoái nha. Mẹ quay lại đây coi coi coi. Chính thể giá không? Đều không? Đều. Đang sưng mà đang bự. Bả nghe em nói Vũ Linh mất cái giờ bả ra bả coi. Bả coi Vũ Linh mất mọi người. Thấy ghê bả chưa? Tội nghiệp nó chứ. Đây thì em tắm rửa xong rồi mọi người. Hai hôm nay là em không có xức kem nha mọi người. Em để tay không á, kiểu giống như là nếu mà xức kem nữa thì nói chứ tay nó vẫn có dính kem á mọi người. Cái điều đặc biệt đó là em mới mua chai dầu mới nha mọi người. Đi cái gì cũng có thể quên, có thể không cần, nhưng mà chai dầu là phải cần nha. Kiểu như là mọi người chuẩn bị nước hoa, nước ơ này kia nọ. Còn em phải chuẩn bị dầu gió nha. Em ghi dầu nha mọi người. Giờ thì em mang vớ, chuẩn bị mang dài. Xe sắp tới rồi. Mọi người biết em ngại nhất là gì? Em ngại tới cái lúc mà để đồ qua rồi cởi dài rồi gỡ hết mấy cái gì mà vật dụng đó mọi người, xong mà để qua bên đó rồi cho nó ấy á, cho nó kiểm tra á, rồi mình mới đi qua bên kia mình đeo vô, mình mang vô mọi người. Trời lúc đó mệt ghê nha, rất là lụp chụp luôn á. Mẹ em đang điện thoại về cho quê ở dưới nhà. À, sáng giờ bà coi bà coi gì ta, bà coi đám ma của Vũ Linh mọi người. Sáng giờ bà coi đám ma của Vũ Linh, bà coi quá trời luôn. Bà coi từ cái này tới cái kia, mất cười cũng chết luôn. Bà kêu tội nghiệp quá trời luôn. Bà coi mà bà quên nấu cơm luôn mọi người. Em kêu bà nấu cơm đi, cái hồi bà mới lật đật, bà mới chạy xuống bà nấu cơm. Xong bà mới kêu là hóa quên nữa, nấu cơm cho mày ăn rồi mày còn đi nữa. Em quải mẹ em ghê á. Bà thích ca sĩ nghệ sĩ Vũ Linh lắm mọi người. Hồi sáng này em phun chân mày cho mẹ em. Em kêu mẹ khỏi phun tê đi, khỏi phun tê đi, ủ tê đi. Để con phun cho mẹ sống luôn rồi. Xong con mở Vũ Linh cho mẹ nghe rồi mẹ sẽ không cảm giác đau nữa. Cái mẹ em kêu ờ. Rồi cái giò em á nhức ghê luôn á. Con Ngọc, Ngọc nó môi khóe em. Nó môi mà không biết bích ra hết chưa nữa. Mẹ điện cho ai vậy? Giờ mang về vô chuẩn bị tiếp vô. 12 giờ rưỡi rồi mọi người, 1 giờ xe sẽ lại hốt em đi nha. Em sẽ đi Hà Giang. Sẽ đi Hà Giang nha mọi người. Lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội nha. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên trong đời luôn. Trời, em chuẩn bị một túi luôn mọi người. Em chuẩn bị một túi luôn mà không biết ra ngoài có đủ mang không. Nói chung là chủ yếu là đồ lạnh không à. Hay là mang đôi giày đi trời. Nặng nhất là đôi giày mọi người. Nó chiếm diện tích quá trời luôn. Xe tới rồi mọi người ơi. Lên tới xe. Đây là số điện thoại của Sam đây nè. Giờ hình như là đi trước khách nữa. Cuối cùng thì em cũng đã tới. Mà tới sớm quá, còn 2 tiếng nữa.
Trời ơi, tắm đuối luôn. Mua sữa uống. Tay của em chậm lại mọi người ơi. Đi 18 giờ mà bây giờ là 18 giờ 35 mới bay. Đau lòng quá, đợi quá trời lâu luôn. 18 giờ 30. Không bây giờ con người chính mày ở đây nói phải đi đấy. Rama. Rama. Trời đợi lâu quá chị ha. Chậm hết à. Ba đợi về đến đấy có là bắt xe về Hà Nội. Đúng rồi, giờ đó xong rồi. Không, không nó tới tới Hà Nội là đó đâu có người rồi đó. Có người. Đây này đó. Muộn hơn nhưng mà không sao. Giờ nó 22 giờ mới hết xe. À. Vẫn kịp. Chậm hết 35 phút. Tới giờ rồi mọi người ơi. Có chị kia chỉ nhờ coi giùm chị cái vali, chị đi vệ sinh. Tranh thủ để cái túi lên luôn. Cái túi đâu có tới 7kg rồi đúng không? Làm gì tới 7kg. Vậy hả chị? Ghê hả? Chạy lắm. Hà Nội hả? Em đem có một túi, em đâu có sợ. Không vậy thôi. Tới cửa lên. Ba đuối luôn. Thôi em đã tới sân bay Nội Bài rồi mọi người ơi. Giờ em sẽ kiếm cái cây cột số 8. Cái chỗ xe nó điện thoại cho em, nó kêu em là cái cây cột số 8 đứng đợi. Tự nhìn kiếm luôn, không cần hỏi luôn. Nóng người luôn á trời, nóng luôn. Đây số 8. Phải đợi nó hả trời. Em lại ra sai chỗ mọi người. Ở lầu 2, cột số 8 ở trên lầu 2 chứ không phải là chỗ ở dưới nãy. Ủa nó đón mình bằng cái gì ta mà nó kêu mình lên lầu 2 trời. Trời ơi, em đợi nãy giờ gần cả tiếng luôn á trời, lâu quá à. Hà Nội không vội được đâu. Cuối cùng em cũng đã lên xe mọi người. Xe họ gần ở chỗ chạm dừng chân mọi người. Chạm dừng chân này không biết tên gì luôn. Chạm nghỉ Quang Khải. À, chạm nghỉ Quang Khải. Em ăn bún, bún bò 50.000. Mà nhìn cái mùi, ngửi cái mùi không có được hấp dẫn. Ui mặn quá. Mặn quá, mặn chát luôn á trời.
Thấy không ai ăn hết trơn, có mình ăn. Mua nước uống hả? Uống gì vậy ta? Uống này đi. Nhiêu anh? 20 nghìn. Lên xe thôi. Đi giờ trời ơi. Em nằm giường này luôn. Ôi. Uống nước. Đi giờ. Uống cho nước uống. Hết 3G mọi người. Nên xài 3G nhiều quá, hết 3G luôn. Ăn xong rồi ngủ thôi. Ngày mai bắt đầu cuộc hành trình.